Dạ em xin chào quý anh chị cô bác. Rồi hôm nay thì em bón những cái tờ giấy số mà của đài Khánh Hòa nha anh chị, tỉnh Khánh Hòa. Thì em bón cũng nhiều rồi, còn cái máy tờ thôi cũng nhiều, nhưng mà bữa nay Khánh Hòa số đưa hơi ít, không nhiều nha anh chị. Có quan trị ngày mai là hơi nhiều xíu thôi, còn quan trị thì bón cũng ít rồi, nhưng mà số hôm nay cũng không nhiều, cho nên là nó thành bên 50 đại chính thôi. Nên bây giờ bón còn cái máy sắp số thôi đó. Rồi số 94 nha anh chị, 94 nè, 76 nè, 53 là Khánh Hòa hết nha anh chị. Hôm nay ngày 6 tháng 3 2024 nè, 6 tháng 3 nha anh chị, 6 tháng 3 nè, thứ tư nè, 53 nè, 08 nè, 26 nè, 20 nè, 63 nè, 3 số 4 luôn, 33444 Khánh Hòa nha anh chị. Đó. Rồi Đà Nẵng nè, Đà Nẵng là 51, đây cũng Đà Nẵng luôn là 05. Đà Nẵng đây để coi hư máy tà này, 1 giờ chắc là Đà Nẵng đây là trúng 2 số mà nè. Coi để coi máy số đây, rồi 2 số thôi. Đó. Rồi nha anh chị, ở đây Nam tờ nhưng mà có tà bón có khi cái này cái Nam tà bón 4 tà còn tà nè, tà 53 nè, 44 cũng còn tà nè, nè sau 3 cũng còn tà thôi. Rồi nha anh chị, rồi đó em có bón dừa nè, 10 qua nè, dừa này 10.000 một trái, dừa sim nè nha anh chị. Đó mấy bữa em có cái dừa dứa nó thơm lắm, còn một hai trái mà em để trong nhà em uống rồi, dừa dứa màu xanh, còn đây dừa sim. Em bón cũng 10.000 hết trái dừa này, căng cũng cả cái 3 cái 4 luôn á, căng nè, nhưng mà bón 10.000 thôi. Đó anh chị, em bón ở khu vực chỗ quốc lộ 24B đậu 12 thôn Bình, xã Tịnh Đông, huyện Sơn Tịnh, tỉnh Quảng Ngãi. Đó, gần cái xăng dầu Tịnh Đông. Vừa kế xin đường với nhân và đường Cánh Phúc Bác đây. Hai đó. Anh chị mình mua dừa để giải nhiệt mùa hè, mua giấy số cầu mai cầu lộc cho anh chị đến đây mua cho em tại giấy số. Rồi, em xin cảm ơn và hẹn gặp lại quý vị anh chị. Chúc chiều nay anh chị mình may mắn phát lộc có tài. Xin cảm ơn và hẹn gặp lại quý vị.